Chào mừng các bạn đã đến với channel phim 10 phút. Trong phần trước, Thạch Hạo đang ngồi trên cao dõng dạc tuyên bố, ai muốn chiến thì cứ tới đây. Vừa mới dứt lời, một thanh kiếm siêu to khổng lồ đã giáng xuống phía hắn. Người xuất thủ có thực lực thiên thần. Bà ta yêu cầu thả Vân Hy ra, đồng thời trả lại thiên mệnh Thạch. Thạch Hạo phóng ra một thành vũ khí ngăn cản, chiêu thức hai bên chạm nhau tạo ra một vụ nổ khổng lồ. Dù ngăn cản được thế công vậy nhưng cậu cũng bị đánh rơi xuống đất. Vân Hy được thả ra ngoài, nàng cảm thấy chuyện này đã không thể hàn gắn được nữa. Đám cường giả thiên nhân tộc hô hào nhau xông lên. Không đoạt lại được thiên mệnh Thạch thì không chết không thôi. Tình thế quá nguy cấp, Vân Hy lo lắng, nàng tạo ra một cái truyền tống trận và yêu cầu mau rời đi. Thạch Hạo lên tiếng cảm ơn, nàng không cần phải làm như vậy. Cậu lao lên giao chiến trực diện với đám cường giả. Thạch Hạo sử dụng lò luyện đan biến cái lò thành khổng lồ, nước bên trong phun trào ra bao vây đám người thiên nhân tộc. Bởi vì dòng nước này có khả năng ăn mòn pháp lực, chạm vào liền mất mạng, vô số cường giả ngã xuống. Những người còn sống tìm cơ hội bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp làm chuyện đó thì đã bị tiễn về đất mẹ. Đám người bên ngoài chứng kiến được chuyện này liền há mồm kinh ngạc. Nam chính dùng sức một mình giết chết 12 vị cao thủ thần hỏa cảnh. Trong đó còn có mấy vị chân thần, ngay cả Thanh Y cũng không giấu nổi kinh ngạc. Sức mạnh tiểu tử này quá kinh khủng rồi. Năm tên cường giả cố gắng phản công, bọn họ chọn cách hợp sức lại, phóng ra một trường cực mạnh đánh cho Thạch Hạo rơi xuống dưới. Chưa để cho cậu có thời gian nghỉ ngơi thì bọn chúng lại tấn công lần thứ hai. Nhiều thanh kiếm lao xuống bên dưới định đâm Thạch Hạo thành con nhím. Cậu lấy ra tấm phù, nó chính là pháp bảo của thiên thần, từng bị cậu đoạt được. Lúc này đây cậu sẽ dùng nó để đáp trả lại. Cho bọn chúng nếm mùi vị bị pháp bảo của tộc mình giết chết là như thế nào. Một luồng sức mạnh bạo phát, phóng ra như tên lửa lao về phía năm tên cường giả. Bùm một cái, 3 trên 5 người bị giết chết, chỉ còn lại 2 người là sống sót. Bọn họ nhanh chóng bỏ chạy để giữ mạng. Thạch Hạo đương nhiên không bỏ qua. Đúng lúc định ra tay kết liễu thì thiên thần của thiên nhân tộc đã xuất thủ ngăn cản. Tê Hà thiên thần ngừng tụ ra một thân ảnh khổng lồ chấn nhiếp toàn trường. Bộ dạng vô cùng tức giận, bà ta trực tiếp đem tội danh đổ lên người nam chính. Cho rằng ngày đó không nhìn ra thủ đoạn độc ác của cậu, hôm nay gặp lại sẽ không để cho tiểu tử đáng hận này chạy thoát nữa đâu. Tê Hà giơ tay giáng môi trường xuống dưới. Thạch Hạo vẫn không sợ, cậu liều mạng lao lên đánh trực diện. Đám người bên dưới chứng kiến cảnh tượng này liền cảm thấy đáng tiếc. Thiên tài như Hoang hôm nay phải bỏ mạng ở đây rồi. Khoảng cách giữa hai bên là quá lớn. Tề Đạo Lâm lập tức ra tay, ông ngưng tụ ra một nắm đấm đánh vào bàn tay của Tê Hà thiên thần. Cơ thể bà ta bị môi trường bay ra xa. Thiên thần bị môi trường đập bay đi. Người của môn phái này sao ai cũng đáng sợ vậy cơ chứ? Chí tôn đạo tràng xuống dốc nhiều năm, chẳng lẽ sắp cuột khởi rồi? Tề Hà vô cùng phẫn nộ, bà cho rằng mình và ông không thù không oán, sao lại ra tay đả thương người? Tề Đạo Lâm chỉ trích ngược lại, đối phương đến sơn môn khiêu khích, ức hiếp đệ tử của ông. Như vậy mà còn nói là không thù không oán hay sao? Tề Hà nghe vậy cũng bất ngờ, nhưng vẫn không chịu lép vế, nếu đã là đệ tử thì ông nên quản lý nghiêm ngặt hơn. Tề Đạo Lâm đáp trả, chuyện trong tông môn, đâu có phần cho bà nói chuyện. Bà ta lại lấy cái danh nghĩa ông từng học nghề ở thiên nhân tộc, nên biết ơn mới phải. Tề Đạo Lâm thẳng thắn cho biết, đó là mình học trộm. Nguyên nhân vì sao lại học trộm, chính bà cũng rõ ràng rồi. Lời này mang rất nhiều ẩn ý, nó là một cái khúc mắc trong lòng của ông ta. Nhớ lại năm đó, ông cất công đi tới Ngưng Kim Môn, Thiên Tiên Thư Viện rồi Thiên Nhân Thành để cầu viện. Vậy nhưng tất cả đều không thèm tiếp đón. Đáng nói nhất là Thiên Nhân Thành, bọn họ còn dựng ra một cái pháp trận không cho tiến vào. Điều này làm cho Tề Đạo Lâm mặt mày ủ rũ. Lúc vinh quang từng cùng nhau thề non hẹn biển, vĩnh viễn ở bên nhau, thậm chí còn giúp đỡ rất nhiều. Bây giờ Chí Tôn Điện Đường gặp nạn, bọn họ lại phủi tay coi như không quen biết. Thạch Hạo sau khi biết rõ nguyên nhân cũng phẫn nộ, nếu điều đó xảy ra trên người mình, cậu cũng sẽ đánh hết các giáo phái một lượt. Tề Đạo Lâm vẫy tay phóng ra một luồng kình lực, đánh cho Tề Hà Thiên Thần nằm sấp mặt. Đột nhiên lúc này, một cánh cổng không gian được mở ra, bên ngoài là một lão già hộ đạo của thiên nhân tộc. Trước đó lão già này đã bị cắt đi một cái sừng. Trải qua thời gian, cái sừng bị cắt đã mọc lại. Sự xuất hiện của thủ hộ giả giống như là cứu cánh cho thiên nhân tộc. Lão uy hiếp Tề Đạo Lâm, hành động vừa rồi chính là khai chiến với thiên nhân tộc hay sao? Tề Đạo Lâm cứng rắn, đối phương dám chơi thì mình cũng chiều tới cùng. Ông đi ra ngoài mặt đối mặt với thủ hộ giả và cũng chỉ trích ngược lại. Tiểu bối tranh phòng, đệ tử chân thần, chân nhất ra tay can thiệp thì thôi đi, ngay cả thiên thần cũng xuống sân. Chỗ này của ông cũng không phải là nơi để cho bọn họ làm sằng làm bậy. Thủ hộ giả không muốn nói nhiều, chỉ muốn biết rằng ông có giao ra Thạch Hạo hay không.
Tề Đạo Lâm kiên quyết nói không. Lão lại yêu cầu cậu trả lại thiên mệnh thạch. Tề Đạo Lâm vẫn nói không, nói là chiến lợi phẩm, sao lại phải trả lại. Hành động kiên quyết bảo vệ đệ tử này làm cho Thạch Hạo cũng xúc động. Chuyện đã tới nước này rồi, thủ hộ giả đành phải dùng thực lực quyết đấu. Tề Đạo Lâm cũng cho biết mình sẵn sàng tiếp đón tới cùng. Lão ta lập tức lấy ra một món bảo và sử dụng lên người. Sức mạnh cuồn cuộn lập tức tuôn trào ra xung quanh. Tề Đạo Lâm cũng bạo phát sức mạnh chuẩn bị chiến đấu. Tề Hà Thiên Thần muốn nhân cơ hội ông ta không chú ý tới để gieo ma trùng lên người Hoàng. Sau này có thể phá đạo tâm, Hoàng sẽ không thể quật khởi được nữa. Ma trùng âm thầm bay tới bên cạnh Thạch Hậu, tiếc rằng nam chính đã phát hiện và kịp thời ngăn cản. Tề Đạo Lâm thấy vậy, liền triệu hoán bàn tay khổng lồ bóc cổ bà ta nhấc lên không trung. Sau đó phóng môi trường đánh nát đầu Tề Hà, chỉ cần một chiêu liền tiêu diệt được cường giả thiên thần. Thủ hộ giả phẫn nộ bạo phát sức mạnh, uy áp cuồn cuộn tuôn ra bên ngoài. Tề Đạo Lâm vẫn rất thong dong, ông quyết định sử dụng giai chiêu thức, ba cái bảo thuật xuất hiện, có chim, có rồng, khí thế vô cùng khủng khiếp. Thủ hộ giả sử dụng pháp bảo là cái sừng, biến sừng thanh khổng lồ để ngăn cản, hai bên giằng co kịch liệt, sừng khổng lồ nhanh chóng bị phá tan. Bảo thuật của Tề Đạo Lâm như thế che lao tới. Thủ hộ giả đành phải chặt cả hai cái sừng trên đầu để ngăn cản rồi bỏ chạy giữ mạng. Trận chiến kết thúc một cách chóng vánh, Tề Đạo Lâm tuyên bố với toàn bộ thiên hạ rằng Hoàng chính là truyền nhân của Chí Tôn Đạo Tràng. Hành động này chính là tuyên bố ai đụng vào Hoàng chính là đắc tội với Chí Tôn Đạo Tràng của ông. Thạch Hậu cảm động vì điều này, vậy nhưng còn chưa kéo dài được quá lâu thì đã hầm hực, vì Tề Đạo Lâm cũng cho phép tất cả tôn giả cảnh đến khiêu chiến với cậu, thần hỏa hay trần nhất cảnh cũng có thể. Nếu như có thiên thần liều mạng muốn hại đến đệ tử của ông thì ông sẽ đổ sát tất cả tộc của bọn họ. Bây giờ đã không còn gì để xem nữa. Đám người quan sát bên ngoài lần lượt rời đi. Chí Tôn Đạo Tràng lại biến trở lại trạng thái đổ nát như thường ngày. Cậu và Vân Hy đứng cùng nhau nói chuyện, cậu khuyên nàng ta đừng quay về Thiên Nhân Thành nữa. Vân Hy lại không thể, nàng dù sao cũng là người của Thiên Nhân tộc, không nên phản tộc mà đi. Nàng trấn an Thạch Hạo rằng không cần lo lắng, bản thân sẽ không sao đâu, bọn họ sẽ hiểu được hành động nàng vừa làm. Thạch Hạo cũng suy nghĩ như vậy, bây giờ người dung hợp được thiên mệnh thạch càng ít. Tên ủ vũ cũng đã tàn phế rồi, Vân Hy sẽ trở thành thiên tài mạnh nhất trong tộc. Thiên Nhân tộc có ngu ngốc hơn nữa thì cũng sẽ không tự hủy con đường phát triển của mình. Thạch Hạo trấn an Vân Hy rằng mình yên tâm rồi. Nói chuyện xong, nàng ta cũng chào tạm biệt để quay về. Lần này từ biệt không biết tới bao giờ mới gặp lại. Tin tức Hoàng quật khởi nhanh chóng được lan truyền ra khắp nơi và đến tai Đế Sung của Tiền Điện. Thân ảnh này chính là chủ thần, còn tên trước đó bị Thạch Hạo chém chỉ là phân thân mà thôi. Tên thuộc hạ lấy lòng bằng cách cho rằng Hoàng không phải đối thủ của hắn. Tuy nhiên, Đế Sung lại có tâm tư vô cùng cẩn thận. Lần đại chiến này, tất cả mọi người sẽ dùng phong thái mạnh nhất để đánh vào tiền cổ. Hắn cũng phải như vậy. Tập phim tới đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.